Anh đang là cầu thủ đắt giá và sáng giá nhất của Colombia. Cái tên siêu hot đã gây bão trong suốt mùa hè này kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. James Rodriguez sinh ngày 21 tháng 7 năm 1991 tại Cúcuta, Colombia. Anh bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2007 trong màu áo Envigado. Sau một năm, tiền vệ tấn công này chuyển sang Argentina, đầu quân cho Banfield. Sự nghiệp của James Rodriguez đi lên chóng mặt chỉ sau 2 năm. Chỉ cần mất một mùa thể hiện xuất sắc trong màu áo Banfield, FC Porto đã giải phóng hợp đồng và mang anh đến châu Âu thi đấu. Đó cũng là lúc sự nghiệp của James rẽ sang một hướng đi khác. Anh dần được người ta biết đến nhiều hơn. Nhưng để trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới như bây giờ và trở thành cầu thủ đắt giá nhất Nam Mỹ, James Rodriguez phải nhờ đến sân chơi lớn World Cup 2014. Thật ra trước đó, James cũng đã rất nổi tiếng tại châu Âu. Anh giúp Porto thâu tóm 3 chiếc vô địch Bologna trong 3 mùa giải liên tiếp, một cúp quốc gia và đỉnh cao là một Europa League. Sau 3 năm cống hiến trọn vẹn 100% khả năng của mình cho Porto, James Rodriguez đã chuyển sang Monaco vào năm 2013 với giá siêu khủng 45 triệu euro. Thật không may cho cầu thủ người Colombia khi mặc dù anh luôn là một trong những cầu thủ hay nhất tại Ligue 1, nhưng đó lại là khoảng thời gian thống trị giải đấu của Paris Saint-Germain nên anh không thể có được bất kỳ danh hiệu nào tại Pháp. Đến World Cup 2014, James Rodriguez đã chơi ở phong độ đỉnh cao và xuất sắc nhất. Anh cùng với đội tuyển đã có một kỳ World Cup quá đỗi thành công. Anh chính là nhân tố chính, là đầu tàu đưa cả con thuyền Colombia vào đến tứ kết, nơi họ chỉ phải chịu thất bại sát nút trước chủ nhà Brazil. Dù phải chia tay giải đấu trong nước mắt, nhưng đó chính là xuất phát điểm biến James Rodriguez trở thành cầu thủ hot nhất và đắt giá nhất Nam Mỹ vào năm 2014. Anh đã ghi đến 6 bàn thắng để giành danh hiệu vua phá lưới World Cup. Đó cũng là một màn PR quá tuyệt vời để Real Madrid không chút lưỡng lự, hào phóng trả cho Monaco đến 75 triệu euro để có được chữ ký của ngôi sao mang áo số 10. James Rodriguez là một tiền vệ tấn công hiện đại điển hình, tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt, chạy chỗ, chọn vị trí thông minh, khả năng bùng nổ và tạo đột biến cao. Đó là còn chưa kể đến kỹ năng sút phạt thân sâu. Lượng fan của cầu thủ này đã tăng lên chóng mặt kể từ năm 2014 sau khi anh gia nhập Real. Sau 3 năm gắn bó với đội chủ sân Santiago Bernabeu, anh đã giành được 2 Champions League, 1 La Liga, 2 siêu cúp châu Âu và 2 cúp thế giới các câu lạc bộ. Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, đã có thời điểm James Rodriguez ở rất gần với sân Old Trafford, một bản hợp đồng mơ ước của các Manusian, nhưng rốt cuộc, điểm đến trong mùa giải tiếp theo của anh sẽ là Bayern Munich. Anh đến câu lạc bộ của Đức thi đấu theo dạng cho mượn trong vòng 2 năm. Hy vọng sân chơi hoàn toàn mới Bundesliga sẽ tiếp tục mang đến thành công cho James để anh tiếp tục phong độ đỉnh cao, cống hiến cho khán giả những bàn thắng mãn nhãn. Chúc mừng sinh nhật 26 tuổi của James Rodriguez. Luke Shaw sinh ngày 12 tháng 7 năm 95 tại Kingston upon Thames. Anh chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2012 trong màu áo Southampton. Khi chỉ mới 17 tuổi, Luke Shaw đã được ra sân chơi lớn Premier League. Anh nhanh chóng cho thấy mình sẽ là hậu vệ trái sáng giá trong tương lai của nước Anh với tốc độ siêu khủng cùng với lối chơi dâng cao hỗ trợ tấn công cực kỳ tốt. Năm 2014, Luke chuyển đến Man United với giá 37,5 triệu euro, một số tiền khá cao dành cho một tài năng 19 tuổi. Cho đến nay, sau 3 năm khoác áo quỷ đỏ, hậu vệ trái này đã có được 3 danh hiệu là League Cup, siêu cúp Anh và Europa League. Sau chấn thương kinh hoàng cách đây 2 năm, Luke Shaw đang dần trở lại, nhưng là cầu thủ rất mẫn cảm với những chấn thương. Bước sang tuổi mới, mong anh sẽ có thêm nhiều động lực, ít chấn thương lại để có thể ra sân phục vụ cho United nhiều hơn, cùng đội bóng nước Anh sớm lấy lại vị thế bá chủ của mình. Chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của Luke Shaw. Hai sinh nhật cuối cùng trong video hôm nay đều là hai sát thủ khét tiếng trong làng bóng đá Ý đầu thế kỷ 21. Không chỉ là sát thủ trên sân cỏ, hai anh cũng đích thực là những sát thủ tình trường với một bản danh sách dài những cô nàng nóng bỏng luôn kề cạnh và sẵn sàng chết vì mình. Christian Vieri, tiền đạo với biệt danh Bò Mộng, sinh ngày 12 tháng 7 năm 73 tại Bologna. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 88 tại câu lạc bộ của Úc. Marconi Stallions trước khi về lại Ý và nhập trung tâm đào tạo trẻ của Prato. Năm 90, cầu thủ này chuyển sang Torino. Trong mùa giải 92-93, anh đã cùng với đội bóng thành Turin vô địch Serie A. Sau đó, cầu thủ này chuyển đến chơi cho AC Pisa. Năm 93, bầu mộng Vieri tiếp tục phiêu lưu đến Ravenna. Năm 94, anh là tiền đạo chủ lực giúp U21 Ý vô địch Euro. Cũng trong mùa giải năm đó, anh đã chia tay Ravenna để đến khoác áo Venezia. Dù chỉ mới 21 tuổi, nhưng Christian Vieri đã chơi cho tổng cộng 6 câu lạc bộ khác nhau. Điều đó lý giải vì sao anh chính là cầu thủ người Ý khoác áo nhiều câu lạc bộ nhất trong sự nghiệp. Hầu như Vieri không chơi cho một câu lạc bộ nào dài quá một năm, trừ Inter Milan. Cũng chỉ sau một mùa với Venezia, Vieri lại ra đi và tìm bến đỗ mới. Điểm đến tiếp theo, câu lạc bộ thứ 7 trong sự nghiệp của anh là Atalanta. Anh còn được nhiều người gọi vui là tiền đạo một mùa. Mỗi câu lạc bộ anh chỉ đá đúng một mùa rồi ra đi. Atalanta cũng không ngoại lệ. Năm 96, bò mộng lại chuyển đến Juventus. Trong 2 năm khoác áo bà đầm, tiền đạo lừng danh này đã giành đến 2 Scudetto liên tiếp, 1 cúp liên lục địa và 2 siêu cúp châu Âu liên tiếp. Năm 97, Vieri sang Tây Ban Nha đầu quân cho Atletico Madrid với giá 17,5 triệu euro, một con số khủng vào thời điểm đó. Dù cho sát thủ người Ý đã giành danh hiệu vua phá lưới La Liga với 24 bàn và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa đó cho Atletico Madrid, nhưng một mình Vieri cũng không thể giúp đội bóng thủ đô giành được bất kỳ danh hiệu nào. Như một thói quen, sau mùa đó, tiền đạo này lại về Ý đầu quân cho Lazio. Dù chơi cho bất kỳ đội bóng nào hay trong môi trường bóng đá nào thì Vieri vẫn luôn giữ vững phong độ nhã đạn đều đặn. Anh tiếp tục là tiền đạo chủ lực của đội bóng thành Rome, giúp Lazio thâu tóm siêu cúp Ý và UEFA Cup Winners' Cup trong mùa giải 98-99. Sau năm đó, Christian Vieri đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Ý. Đó cũng là năm mà Vieri đã tìm được tình yêu đích thực, một đội bóng mà anh dành tình yêu và sự gắn bó lâu nhất, Inter Milan. Tiền đạo vốn nổi tiếng với sự lăng nhăng và không chung thủy với cả người yêu lẫn những câu lạc bộ anh thi đấu. Vậy mà, Vieri đã khoác áo sọc xanh đen đến 6 năm. Inter Milan cũng là câu lạc bộ đã biến Vieri thành cầu thủ đắt giá nhất nước Ý vào năm 99 với giá chuyển nhượng 47 triệu euro. Nhưng thật đáng lòng, 6 năm tại Inter, Vieri đều trắng tay. Anh không giành được bất kỳ danh hiệu nào cho dù mùa nào cũng ghi bàn rất nhiều và đều đặn. Thậm chí năm 2003, anh còn là vua phá lưới Serie A với 24 bàn. Năm 2005, anh gia nhập hàng ngũ những cầu thủ đã từng thi đấu cho cả hai câu lạc bộ thành Milan khi chuyển sang chơi cho đội bóng hàng xóm. Chỉ trong 2 mùa bóng, tiền đạo này đã nhảy đến 3 câu lạc bộ, sau AC Milan là Monaco, rồi đến Sampdoria và trở về câu lạc bộ cũ Atalanta vào năm 2006. Một năm sau, anh chuyển đến Fiorentina và trở về Atalanta thi đấu mùa giải cuối cùng trước khi giải nghệ vào năm 2009. Christian Vieri là tiền đạo trứ danh của bóng đá xứ mì ống trong những năm cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000. Anh cũng đã ra sân 49 trận cho đội tuyển áo thiên thanh, ghi được 23 bàn. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 44 của Christian Vieri. Antonio Cassano sinh ngày 12 tháng 7 năm 1982 tại Bari. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 97 tại đội bóng thành phố AS Bari và chơi ở đây đến 4 năm. Năm 2001, Cassano trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ Bari từng bán được khi AS Roma chấp nhận chi đến 28,5 triệu euro để có được chân sút lợi hại này. Antonio Cassano nằm trong đội hình Roma thần thánh đã thống lĩnh bóng đá Ý trong những năm đầu thập niên 2000. Anh cùng với đội bóng áo Ba Trầu giành được 2 siêu cúp Ý liên tiếp. Sau 5 năm chơi bóng cho câu lạc bộ thành Rome, năm 2006, Cassano đầu quân cho Real Madrid. Anh nằm trong đội hình Real đã vô địch La Liga mùa 2006-2007. Vì không tìm được tiếng nói chung trong đội hình của câu lạc bộ Hoàng gia nên Cassano bị đem đi cho mượn đến Sampdoria trong mùa 2007-2008 trước khi được câu lạc bộ của Ý mua đứt vào đầu mùa giải sau đó. Với phong độ ghi bàn ấn tượng và đều đặn, anh được AC Milan chiêu mộ vào năm 2011. Cassano cùng với Ibrahimovic tạo thành cặp tiền đạo ăn Ý giúp Rossoneri vô địch Scudetto và siêu cúp Ý mùa 2010-2011 và siêu cúp Ý mùa 2011-2012. Năm 2012, Cassano trở thành cầu thủ tiếp theo trong danh sách những người từng chơi cho cả Inter và AC Milan. Năm 2013, tiền đạo này chuyển đến Parma đá theo dạng cho mượn. Năm 2015 thì sang khoác áo Sampdoria và chơi đến hết mùa giải vừa qua. Từ mùa giải tới, Cassano sẽ thi đấu trong màu áo của Hellas Verona. Anh cũng đã ra sân 39 trận và ghi được 10 bàn thắng trong màu áo Azzurri. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 35 của Antonio Cassano. Ngày 12 tháng 7 năm 2001, bộ phim Shaolin Soccer, tên tiếng Việt là Đội bóng thiếu lâm, đã chính thức công chiếu tại các rạp phim trên khắp Hồng Kông. Đây cũng là một trong những dự án phim tâm huyết và mang đến danh tiếng cho Châu Tinh Trì, bên cạnh siêu phẩm tuyệt đỉnh Kung Fu. Nếu nói về đề tài bóng đá, thì đây cũng là bộ phim có nhiều cái tên nổi tiếng nhất của điện ảnh Hoa ngữ như Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, Trần Quốc Khôn, Hoàng Nhất Phi, Mạc Mỹ Lâm, Điền Khải Văn, Lâm Tử Thông, cùng ba nữ minh tinh là Triệu Vy, Trương Bá Chi và Mạc Văn Úy. Với một bộ phim về đề tài bóng đá thì đây có lẽ là một con số đáng nể. Nội dung phim nói về một huấn luyện viên muốn xây dựng một đội tuyển chơi bóng theo phong cách võ thuật, đưa những chiêu thức cung phu vào môn thể thao vua. Dù kịch bản không thực sự đặc sắc, nhưng qua con mắt và cái đầu hài hước của ông vua bựa Châu Tinh Trì thì khán giả đã nhiều lần phải cười sấp mặt và không thể nào rời mắt khỏi màn hình khi xem phim. Đội bóng thiếu lâm đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao khán giả tại Việt Nam, nhất là với những fan cứng của Châu Tinh Trì. Tại lễ trao giải điện ảnh Hồng Kông lần thứ 21, Đội bóng thiếu lâm đã giành hầu hết những giải quan trọng như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, vai nam chính và vai nam phụ xuất sắc nhất. Sau khi ra mắt công chúng, Shaolin Soccer đã trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông với doanh thu 60.739.847 đô la Hồng Kông vào năm 2001. Kỷ lục này chỉ bị phá bởi chính bộ phim tiếp theo của Châu Tinh Trì là Tuyệt đỉnh Kung Fu. Các bạn có thể xem lại video top 10 điều thú vị về đội bóng thiếu lâm mà chúng mình đã làm chứ hả? Ngày 12 tháng 7 năm 2014, Brazil gặp lại Hà Lan trong khuôn khổ World Cup khi hai đội tranh nhau cho vị trí thứ 3. Sau khi nhận thất bại nhục nhã nhất lịch sử 1-7 trước đội tuyển Đức trong trận bán kết, Selecao đã bị xuống tinh thần khủng khiếp trong cuộc đọ sức với Hà Lan. Và như một hệ quả tất yếu, đội chủ nhà đã thua trắng 3 bàn trong trận đấu cuối cùng, chia tay các khán giả nhà. Robin van Persie là người mở tỷ số ngay phút thứ 3 trên chấm 11m trước khi Daley Blind và Jorginho Wijnaldum ấn định tỷ số 3-0, giúp Hà Lan cán đích World Cup ở vị trí thứ 3. Đây cũng là giải đấu tương đối thành công của thầy trò Louis van Gaal sau khi họ lọt đến chung kết ở kỳ World Cup 4 năm trước tại Nam Phi. Còn với Brazil, họ đã có một lời chia tay hơi phủ dành cho những khán giả khi mà Neymar đã không thể cùng Selecao góp mặt tại giải đấu. Hãy cùng quay ngược thời gian 16 năm về trước nữa trên sân Stade de France, nơi mà đội chủ nhà Pháp đối đầu với Brazil trong trận chung kết World Cup. 80.000 khán giả đã đến sân theo dõi cuộc đọ sức này. Sự tập trung của mọi người đều dồn hết vào người ngoài hành tinh Ronaldo khi trước trận chung kết anh đã bị động kinh. Và đúng là khi không có được phong độ cũng như sức khỏe tốt nhất, tiền đạo chủ lực không thể giúp nhà đương kim vô địch làm nên điều bất ngờ trước Pháp. Chưa kể, đây là trận đấu để đời của huyền thoại Zinedine Zidane, anh đã đá như lên đồng. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Maroc Saïd Belkola, Zidane đã đánh đầu tung lưới Taffarel sau pha phạt góc của Emmanuel Petit. Ngay sau bàn thắng sớm của Zizou, Lebleur đã lên tinh thần rất cao. Lẽ ra, Pháp đã có thể kết thúc hiệp 1 với 4 bàn dẫn trước chứ không phải là 2 nếu như Emmanuel Petit nắng nót hơn trong pha volley của mình, cũng như Guevard bình tĩnh hơn trong pha đối mặt với Taffarel. Trong phút bù giờ duy nhất của hiệp 1, Zinedine Zidane lần thứ 2 có pha đánh đầu tung lưới Brazil, cũng lại đến từ một quả phạt góc nhưng là ở cánh đối diện, và người thực hiện lần này là Yuri Zorkev. Hai bàn thua chóng vánh trong hiệp 1 cộng với tinh thần đi xuống của cả đội, nhất là cây săn bàn chủ lực Ronaldo, Brazil gần như đã buông trong hiệp 2. Dù cũng đã rất cố gắng nhưng những pha tấn công của Selecao chỉ dừng ở mức cơ hội. Không chỉ vậy, họ còn được chơi hơn người từ phút 68 khi trung vệ Marcel Desailly nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhưng may mắn, thậm chí còn ngoảnh mặt với đội bóng Nam Mỹ khi xà ngang đã khước từ bàn thắng của Danielson. Phút 90+3, Brazil thực hiện không thành công một quả phạt góc và trong đợt phản công ngay sau đó của Pháp, Emmanuel Petit đã kết thúc rất gọn gàng, khép lại trận chung kết ấn tượng và đầy thuyết phục của đội chủ nhà. Pháp trở thành quốc gia tiếp theo góp mặt trong danh sách những nhà vô địch cúp vàng thế giới. Thế hệ vàng của những Zidane, Henry, Jorkev, Desailly, Thuram, Petit, Fabien Pate, Didier Deschamps hay Laurent Blanc. Họ đã làm được điều vĩ đại, kỳ tích mà những bậc tiền bối chưa làm được. Lần đầu tiên vô địch World Cup ngay trên sân nhà. Quả là một giải đấu đáng nhớ với cả dân tộc Pháp. Davao Suker của Croatia đã giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng. Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Ronaldo, trong khi găng tay vàng thuộc về Fabien Pate. Tạm biệt France 98, một kỳ World Cup rất đáng nhớ và luôn in đậm trong ký ức của những thế hệ cha chú mê bóng đá thời cận đại, và là cả một tuổi thơ với những 9X đời đầu vừa mới tập tành xem bóng đá. Những khoảnh khắc đáng nhớ của France 98 sẽ thay cho lời chào của kênh. Rất cảm ơn những góp ý cũng như sự ủng hộ của các bạn với kênh trong suốt thời gian vừa qua. Tụi mình sẽ lấy đó làm động lực để ra nhiều video hay hơn nữa. Đây là kênh YouTube chính thức của báo điện tử www.bongda.com.vn. Đừng quên bấm subscribe để theo dõi nhiều video khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.